Đây đây là bây giờ Hương đi ra đến đoạn phía trước của sân trường. Đây là cái khu đậu xe của trường. Mùa này mùa hè nên không thấy xe, nếu mà mùa mà tụ trường mà các bạn sinh viên vào học thì nó đầy hết chặt luôn, mình đi trễ không có chỗ đậu xe luôn. Đây là cái khu phía trước, còn hồi nãy là cái video trước là Hương view quay từ phía sau. Bây giờ để sẵn đây, nó nằm ở trên cái đồi này, xong để Hương đi bộ lên theo và quay cái cảnh đồi một chút xíu. Hơi là không biết đường xuống luôn, chiều đi lội lên đây thấy đi bộ có một mình hay có một vài người họ vẫn đi. Thôi sẵn lên đây quay cái núi này cho các bạn quay được cảnh quay được thấy nguyên cái cảnh đồi núi cao đó, review đó. Ở bên này người ta hay đi sáng hay đi hoặc là chiều đi kêu bằng đi thể dục đó. Thấy nó chập trùng không? Chập trùng đi. Thì chỗ này nó không có mấy cái hoa đẹp như những cái chỗ khác. Chỗ khác mình đi vòng vòng mình còn thấy những cái loài hoa dại nó mọc rất là đẹp. Nó cao. Đó nhìn xuống đó, từ đội nhìn xuống cái khu trường học đó. Phía trước mặt mình là cái khu trường Evergreen. Cái khu đó là cái khu về mỹ thuật, về nghệ thuật. Phía trước mặt đó. Cả thành phố luôn. Đứng lại đây nhìn nè. Đó. Nhìn xuống thành phố lên đèn đó. Ở đây lên đèn là mọi người về ăn cơm rồi lên giường sinh hoạt gia đình ngủ thôi. Mai đi làm tiếp. Đây Hương lên trên cao này rồi đó. Bên đây nhìn xuống phía bên kia là một số nhà đó, mình có thể thấy ngôi nhà bên góc đó và hoài hoài trên cái đỉnh đó, trên nhiều trên đỉnh đó, đó. Hồi đó mà đi bộ mà đi tập thể dục thầy mà bắt đi lòn lòn lên đây ít nhất 1 tiếng đồng hồ đi học chạy bộ đi bộ gì đó, đi một hơi là khóc luôn. Vì hồi nào giờ mình đâu có quen đi đâu. Hai bên bốn phía thì nó có vậy thôi, đi đồi đi núi thì nó vậy thôi. Thử ráng trèo lên trên tới cái đỉnh này thấy có cái khung ghế ngồi xuống nghỉ mệt. Đó, đi xuống xuống đỉnh đồi đó. Ồ, bên kia nó cũng có một cái băng ghế nữa. Bên này cũng có nữa, bên góc nào cũng có hết. Buổi chiều mà đi ngắm hoàng hôn là tuyệt vời luôn. Cũng chạy lên. Ở đó hay đi với em gái đi suốt luôn.
ba mẹ đi không nổi. Ba mẹ đi đường thấp thôi chứ đồi như vậy ba mẹ đi không nổi. Nó thôi đi đường trường ở dưới đi bộ công viên đồ được. Đi đồi đi núi ba mẹ đi không nổi. Thấy buổi chiều chiều buồn không? Đẹp không? Chiều San Jose. Trời hơi nóng nhưng mà cũng không nóng lắm. Chiều lên núi thì mát rồi. Đó. Giờ này nó chỉ vậy thôi. Đi vòng vòng lên đồi thì vòng vòng nó cũng vậy thôi. Đi chạy bộ thôi. Đó, view buổi chiều. Quan trọng là cái trường cao đẳng Evergreen nó nằm ở đây. Khi mình lái xe để nằm lên trên một cái dốc núi mới qua được lên tới cái trường. Thì nhà Hương nằm mà đi ở đây cũng từ nhà chạy đến trường học này đến chỗ này cũng khoảng 5 phút thôi, 5-10 phút. Nó không xa lắm. Các bạn các buổi chiều đang đi đấy. Bây giờ nhìn nè, nhìn từ đây nhìn xuống thành phố lên đèn. Đây là đỉnh đồi Evergreen College, cái trường học Evergreen College. Và đây cái là trên cái đỉnh đồi Evergreen. Cái nơi này đi đến thì rất là gần nhà của Hương, lái xe khoảng 5 đến 10 phút. Và đây là cái đồi hồi xưa Hương đi học ở trên cái trường Evergreen này. Và hay lên đây đi tập thể dục. Mỗi lần lên đây là nhớ nhiều kỷ niệm lắm. Xưa cái mới qua là thầy bắt chạy bộ, đi bộ vòng trên này một tiếng đồng hồ luôn. Đi một hơi là ói luôn. Xong đó, cái trường đây là cái trên cái đồi. Và cái trường Evergreen nó nằm ở dưới đó, view thấy từ xa và thấy cái thành phố San Jose. Buổi chiều nay tình cờ em gái nó rủ đi chơi pickleball, giống như bóng bàn, nó giữa bóng bàn và chơi tennis. Dễ chơi mà vui lắm. Xong sẵn lên đây quay lại cái cảnh này, đi bộ trên đây một chút. Lâu rồi mới có ngày nghỉ. Giờ này chắc cũng 8 giờ mấy đó. Và tối bên này mà bầu trời nó còn sáng rực đẹp như vậy. Đấy, các bạn thấy view không? View ở đây thì khi mà đi bộ, nó đi hiking, đi trên đồi, đi núi là đi như thế này thôi. Nó không có cái gì hết, nó chỉ có đồi trọc như vậy thôi. Thỉnh thoảng thì có những cái nơi nó có những cái trái cây lạ, trái cây rừng đẹp, hoặc là hoa dại mọc trên những cái đồi núi đó. Còn chỗ này thì nó không có gì hết. Nhưng mà cái những cái khu như vậy nó rất là đẹp, rất là sang. Và những cái khu nào mà nằm trên đồi núi, nó nhà nó thì nó rất là mắc. Nó rất là mắc tiền hơn so với những cái khu ở dưới. Cái trường học này là cũng nổi tiếng của San Jose. Đó, Hương đi bộ lên đây review ngắn cái cảnh, thấy đẹp quá. Để đi lên góc kia đi nó có thỉnh thoảng có băng ghế đá đồ để cho mình ngồi, mình mệt thì mình cứ nghỉ mệt thôi. Đó, bên kia là cái khu sáng, ở dưới là cái trường học Evergreen. Nó từng khu nó có khu về khoa học science, nó có khu về nghệ thuật, nó có khu về thể dục, nó rất là rộng. Từ bên đó là cái phần phía trước là Bắc Kinh phía trước, phần đầu xe phía trước. Còn hồi lúc bên đây là phía sau của căn trường, nó rộng lớn. Mà